Mới, thiện nhân có động thái đầu tiên giữa thông tin bị bạn gái đồng tính dụ dỗ bỏ nhà đi. Trái ngược với sự lo lắng từ phía gia đình, ca sĩ thiện nhân vẫn cập nhật trạng thái thường xuyên trên trang cá nhân. Đặc biệt, khoảnh khắc cô và người yêu đồng giới mặn nồng khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Tối ngày 15 tháng 7, truyền thông rầm rộ đưa tin quán quân giọng hát Việt nhí mùa 2014, ca sĩ thiện nhân mất liên lạc với gia đình từ nửa năm nay. Trên fanpage TikTok hơn 700.000 lượt theo dõi, đại diện gia đình thiện nhân đăng tải bài viết cầu cứu sự giúp đỡ. Cụ thể, từ ngày 11 tháng 1 năm 2022, sau cuộc gặp gỡ cà phê với người phụ nữ tên Ngân Trác, ca sĩ 19 tuổi đột ngột dọn hành lý ra ngoài sống cùng người phụ nữ này. Ban đầu, gia đình còn liên lạc mỗi tuần một lần thông qua điện thoại, nhưng đến thời điểm hiện tại thì hoàn toàn không thể. Thậm chí, địa chỉ nơi ở của thiện nhân cũng không được tiết lộ. Khi người có nick Facebook tên là Ngân Trác đột nhiên liên lạc và có rủ nhân đi uống nước, gia đình nghĩ cô Ngân Trác này đã từng là một người chỉ yêu thích giọng hát của thiện nhân và có biết người này từ năm 2014. Vì vậy, gia đình đã không cảnh giác và gia đình cho phép nhân đi uống nước, nhưng không biết cô Ngân Trác đã làm gì và nói những gì khiến thiện nhân đột ngột chuyển ra ngoài ở cùng với cô ta. Gia đình lúc đó thật sự rất hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và có khuyên nhưng nhân không nghe. Thiện nhân dọn ra ngoài từ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Cô Ngân Trác đó và thiện nhân không cho gia đình biết địa chỉ hiện tại nhân ở đâu. Thời gian đầu, với sự yêu cầu của cô Ngân Trác, gia đình chỉ có thể một tuần liên lạc với cháu được một lần và phải thông qua người này. Nhưng gần đây, gia đình mất liên lạc với nhân và không biết cháu đang ở đâu, cuộc sống thế nào, hiện tại cháu nhân có sao không. Vì gia đình không thể nào liên lạc được với cháu, gia đình đang rất lo cho nhân. Gia đình càng thấy bất ngờ khi thời gian gần đây thiện nhân bỏ học tại nhạc viện và lên mạng bán hàng online. Đặc biệt, việc học trò Cẩm Ly được bổ nhiệm chức vụ giám đốc cho một công ty du lịch càng khiến bố mẹ lo lắng, nghi ngờ con gái bị lợi dụng hình ảnh. Gần đây, trên mạng xã hội gia đình có đọc được bài báo có đưa tin cháu thiện nhân là giám đốc điều hành và có góp vốn vào công ty Bento du lịch nào đó. Điều này rất bất ngờ với gia đình vì cháu nhân dọn ra ở riêng mới 6 tháng mà đã trở thành giám đốc một công ty không thuộc lĩnh vực và chuyên môn của mình. Vì trong suốt thời gian cháu nhân còn ở với gia đình, cháu chưa học hay tiếp xúc và không hề biết về công việc liên quan đến ngành du lịch. Gia đình không biết công ty mà đưa thiện nhân lên làm giám đốc thật hay giả mà đã lấy hình ảnh và sự yêu thương của mọi người dành cho thiện nhân. Mong quý vị khán giả và mọi người cảnh giác với công ty đang dùng hình ảnh của thiện nhân để quảng bá cho công ty, đại diện gia đình chia sẻ thêm. Trái ngược với sự lo lắng từ phía gia đình, ca sĩ thiện nhân hiện đang sử dụng Facebook cá nhân với hơn 13.000 lượt theo dõi. Đáng chú ý, cách đây vài giờ, chính chủ đã có động thái đầu tiên phủ nhận hoàn toàn thông tin bị dụ dỗ hay bắt cóc mà netizen đang lan truyền. Theo đó, trên story của giọng ca gốc Bình Định, cô chia sẻ đoạn clip nắm tay bạn gái đồng giới Ngân Trác. Cả hai xuất hiện tại một khu biệt thự sang trọng, mặc đồ đôi và trao nhau những cử chỉ thân mật. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2002 vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào liên quan đến ồn ào. Trên mạng xã hội, họ cũng công khai gọi nhau vợ chồng hết sức tình cảm. Trước đó, từ tháng 1 năm 2022, thiện nhân công khai hẹn hò và cập nhật trạng thái chung sống với người phụ nữ trên. Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, du lịch sang chảnh đến nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan và thông báo giữ chức vụ giám đốc cho công ty lĩnh vực lữ hành du lịch quốc tế. Anh Nguyễn Cầm, anh trai ruột thiện nhân cho biết bố mẹ không hề phản đối chuyện yêu đương đồng giới, miễn là cả hai thật lòng hạnh phúc với nhau, vì vậy không thể có chuyện vì áp lực gia đình mà em gái dọn ra ngoài sống. Anh nói thêm, từ trước đến nay, thiện nhân là người rất ngoan ngoãn, yêu thương cha mẹ, biết nghĩ cho gia đình. Thiện nhân ngoài học tập và hoạt động nghệ thuật thì chưa bao giờ bị bắt ép làm thêm điều gì. Chứng kiến em gái mất liên lạc, lao đầu vào kinh doanh khiến mọi người vô cùng lo lắng. Năm 2014, thiện nhân xuất sắc đăng quang ngôi vị quán quân giọng hát Việt nhí ở độ tuổi 12. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, cô vào thành phố Hồ Chí Minh học nhạc viện và hoạt động ca hát. Thiện nhân hiện sống cùng người anh trai. Cách đây vài tháng, cha mẹ cô lại vào thăm các con. Vào dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, thiện nhân về quê quây quần cùng gia đình. Mỗi ngày, cô đều đặn gọi về cho bố mẹ hỏi thăm, chia sẻ những buồn vui của cuộc sống, ca hát. Với nữ ca sĩ, niềm vui được nghe giọng nói, tiếng cười của bố mẹ giúp cô có thêm động lực cuộc sống. Cô may mắn được ca sĩ Cẩm Ly nâng đỡ, tạo điều kiện để phát triển đam mê. Cẩm Ly cũng giống như người mẹ thứ hai, sẵn sàng lắng nghe tâm sự và đưa ra những lời khuyên chân thành. Tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 20, thiện nhân vượt qua các bậc tiền bối khi giành chiến thắng hạng mục ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất. Bên cạnh đó, cô còn đoạt thêm giải quán quân tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng mùa 1 và mùa 4.